bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là kỹ thuật của Gelato 24 giờ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái kinh nghiệm thay cái bo ổ cứng ở bên Asus X555ND. Thì như các bạn đã biết thì khi mà cái bên X55ND này chúng ta thay một cái bo khác thì nó sẽ xảy ra cái bệnh là nóng 3V 5V mà không bật được nguồn. Thì nguyên nhân thì mình theo như sự tìm hiểu của mình thì tất cả những cái main, những cái bo X555ND này từ RV1.1.2, 2.0, 2.2, 3.1, 3.3 và 3.6, thì từ ngoại trừ con 3.6 thì tất cả đều thay được cho nhau. Và cái con 3.6 ấy thì phải thay, bắt buộc phải thay đúng river 3.6. Còn nếu mà các bạn muốn thay một ở cái main 3.6 mà các bạn muốn thay bo 2.2 hay là 2.0 hoặc 1.2 vào ấy, thì các bạn phải cắt, các bạn phải dùng dao, các bạn cắt cái chân số 8 tính từ bên này, hàng dưới này nhé, chân 1 2 3, hai cái chân số 7 và chân số 8 này, thì chúng ta phải cắt cái chân số 8 này, vì hai cái chân ở trên main này nó lối xuống đất, nhưng ở trên cái main của con 3.6 ấy thì hai cái chân này, cái chân số 7 và chân số 8 ấy, thì cái chân số 8 nó không lối xuống đất mà nó là một cái chân nguồn 3V, nó lấy nguồn tuyến tính. Khi mà chúng ta cắm vào cái bo này thì cái chân số 7 và số 8 nó nối xuống đất thì cái đường nguồn đi xuống đất nó sẽ bị nóng 3V 5V. Đấy, thì chúng ta sẽ tách cái chân số 8 ra bằng cách là chúng ta dùng dao cắt cái chân số 8 đi. Đấy, khi mà cắt đi thì nó không nối nguồn vào đây nữa, thì nó sẽ không xảy ra cái lỗi mà nóng 3V 5V nữa. Đấy, vậy là cái main X555ND River 3.6 chúng ta muốn thay khác River thì bắt buộc chúng ta phải cắt cái chân số 8 ở trên cái main này đi. Đấy các bạn nhé. Rồi, xin chào các bạn.